chào cô giáo Đoàn Thanh Bình. Xin cô giáo cho em được hỏi một câu trước khi cô giáo gửi một tiết mục đặc sắc của cô giáo tới toàn thể các khán giả trong hội trường. Thì em cũng mạo muội xin được hỏi cô một câu là hôm nay cô về dự buổi giao lưu của câu lạc bộ chúng em hôm nay thì cô có những cái cảm xúc gì về cái buổi giao lưu hôm nay? Dạ vâng. Với những cái cuộc giao lưu như thế này thì đối với chúng tôi những người chuyên nghiệp cực kỳ là yêu mến, vì những ngọn lửa đam mê này cũng là một trong những cái ngọn lửa để mà thúc đẩy và gìn giữ lại những cái nghệ thuật cổ truyền của dân tộc của ông cha. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn cô rất nhiều, bởi vì vừa rồi cô cũng đã truyền tải tới tất cả các vị khách quý, các nghệ sĩ những gì mà chúng ta cần làm trong nghệ thuật. Vậy sau đây trân trọng kính mời cô sẽ gửi tới toàn thể hội trường các vị khách quý của chúng ta với một ca khúc mà cô sẽ dành tặng. Dạ vâng, xin mời. Mình phải rất là chắc, khi mà chắc rồi thì mình mới có thể là hát chủ động hát được. Thì